Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chú bạch tuộc màu xanh của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm một chú bạch tuộc màu xanh lá cây nhé các bạn. Thì đây thì cái chú bạch tuộc của chúng ta thì nó sẽ có cái phần thân thì hoàn toàn từ màu xanh lá cây thôi. Nhưng mà với những cái tông màu khác nhau như đây mình sẽ có một cái tông màu nhạt hơn này, một cái màu khá là đậm. Và đây thì chúng ta còn có thêm cái phần màu nhũ nữa để mình làm nổi bật thêm cái chú bạch tuộc này. Đó là những cái phần giấy màu mà chúng ta cần nhé. Còn bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một số các cái phần dụng cụ như sau nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bút chì này. Tiếp theo là một cái dao dập giấy này, một chiếc kéo này, và cuối cùng sẽ là súng bắn keo nhé. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái bút chì để mình sẽ vẽ cái hình chữ bạch tuộc lên trên cái phần giấy này trước nhé. Sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm cái bút này để mình sẽ vẽ đường viền cho cái chữ bạch tuộc này, nhìn cho nó rõ hơn nhé. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình vẽ cái phần đầu các bạn, phần đầu chữ bạch tuộc. Mình sẽ vẽ những cái chân, những cái xúc tu của nó. Các bạn muốn vẽ bao nhiêu cái xúc tu của cái chú bạch tuộc này cũng được nhé. Và bây giờ mình sẽ cắt cái phần này ra, cắt cái phần đầu cũng như là cái phần con này cho các bạn nhé. Bây
đây sẽ là cái chú bạch tuộc của chúng ta. Sau khi mà đã có được cái phần thân của nó rồi, thì mình sẽ đi cắt cho nó cái phần mắt nhé. Đây thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần đầu mắt xanh này. Các bạn sẽ cắt cho mình hai cái hình đầu dục này. Các bạn sẽ nắn vào hai cái phần nắn vào hai bên này, là hai cái mắt của chú bạch tuộc này. Các bạn sẽ cắt những cái hình tròn này với những cái kích thước khác nhau. Sau đó mình sẽ làm lên những cái xúc tu của cái chú bạch tuộc này. Các bạn sẽ dán nó lên tất cả cái phần xúc tu của cái chú bạch tuộc này. Mà các bạn dán không cần dán quá nhiều nhé. Nếu mà các bạn dán quá nhiều thì nó cũng sẽ bị rối nhé. Mình sẽ cắt khoảng hai cái tròn nữa. Để ít nhất mỗi cái xúc tu thì mình sẽ dán một cái hình tròn như này. Rồi như vậy thì các bạn sẽ thấy đây là chúng ta đã hoàn thành xong một cái chú bạch tuộc với màu xanh như thế này rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.